Bước cuối cùng trong bài này, chúng ta sẽ bố trí một gia đình chuẩn men ở đây nào. Tôi nhấn phím VK, zoom gần lại. Và đầu tiên, chúng ta sẽ chuyển về phần này, người. Tôi chọn vào catalog người và chọn phần đánh dấu của tôi. Nếu như các bạn không có phần đánh dấu thì chúng ta có thể lựa tìm các hình mẫu tương đối giống. Tôi chọn anh chàng trọc đầu này và bấm vào vị trí này. Tôi nhấn A. Cho anh ta đứng cạnh ô tô. Rất là hoành tráng. Và tiếp theo, tôi nhấn D qua này một chút. Chúng ta tiếp tục chọn cho cô con gái lớn ngồi chơi máy tính ở đây. Thấy rất là bất hợp lý, tôi sẽ xoay. Chúng ta xoay qua bên này. Ổn áp hơn rồi. Và di chuyển vào trong một chút. Để khỏi ngồi bấp bênh, kẹo ngã. Tiếp tục nhấn phím S. Chúng ta cùng nhau bố trí một cô mặc bikini nằm đây thì sao nhỉ? Tôi tiếp tục chọn. Và cô này là sự lựa chọn của tôi. Vị trí còn có thể sai lệch, chúng ta bấm vào đây và xoay. Các bạn xoay cũng hết sức khéo léo nhé. Chúng ta xoay từ từ và khéo léo. Rồi, ok. Cho cô ấy ra ngoài này một chút nữa. Phơi những phần cần phơi. Và những phần không cần phơi thì chúng ta có thể che đi. Đúng không các bạn? Tiếp tục, chúng ta sẽ cùng nhau bố trí một vài chú nhóc. Tôi nhấn phím D, chuyển qua bên này. Và xoay qua một chút. Nhấn phím E, thấp xuống. Các bạn bấm vào. Chọn chú nhóc này. Bấm vào vị trí này đi. Và một cô nữa. Tôi thích màu tím. Cô nhóc này khá dễ thương đây. Tôi nhấn chuột trái vô. Bây giờ vị trí ghế của chúng ta đang cách xa. Tôi sẽ di chuyển lại. Các bạn chọn về phần outdoor. Chúng ta chọn lệnh di chuyển. Và chọn chiếc ghế này. Đẩy sâu một chút. Trông đẹp hơn rồi. Đã có vợ chồng và con cái. Chúng ta sẽ chọn thêm phần ông bà. Tôi bấm vào đây. Chúng ta chọn bà nào. Các bạn nhấn chuột trái vào. Bây giờ tôi sẽ xoay. Chúng ta xoay qua hướng mấy đứa trẻ và di chuyển qua đây một chút cho tự nhiên hơn. Và dĩ nhiên là bà sẽ phải có ông. Tôi sẽ bấm vào ông. Tôi sẽ cho ông một tầm nhìn xa xăm, đứng từ đây nhìn ra ngoài. Và cũng xoay đi đôi chút. Vậy là chúng ta đã có một đại gia đình rồi. À, ok. Sao xoay ông khó thế nhỉ? Cứ quay đi đầu. Rồi, được rồi. Rất good. Tôi nhận phím E. Vậy là chúng ta đã có một đại gia đình rồi. Và tôi lại phải tiếp tục lựa một góc để kết thúc video. Tôi quyết định sẽ lựa góc bên này. Và nhấn phím E thấp xuống. Bởi vì bên này có một cô đang phơi mình. Đã đẹp và ổn áp hơn rất nhiều. Ở video sau, chúng ta sẽ cùng nhau học những cách kết xuất khó khăn hơn và nhiều hiệu ứng đẹp hơn nữa. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài số 3 nhé.